Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong hơn 2 năm rưỡi chiến sự với Moscow, Kiev thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng của Nga bằng thiết bị bay không người lái UAV. Ngày 21 tháng 9, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công một kho vũ khí gần thành phố Tikhorets ở vùng Krasnodar. Gọi đây là một trong 3 kho đạn lớn nhất của Moscow, cũng như có vai trò quan trọng đối với hậu cần của quân đội Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kiev cũng cho biết họ đã tấn công một kho vũ khí tại làng Oktyavsky của vùng Tver gây hỏa hoạn và vụ nổ lớn. Theo đó, Thống đốc Veniamin Kondratiev của vùng Krasnodar đã ra thông báo sơ tán 1.200 người, dẫn lý do một cuộc tấn công bằng UAV đã gây hỏa hoạn và đám cháy lan sang các vật nổ. Quan chức Kondratiev của Nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố của chế độ Kiev. Trong khi đó, nhà chức trách ở vùng Tver phía Tây cũng thông tin về một cuộc tấn công bằng UAV xảy ra ở gần thành phố Torobets. Cách đó vài ngày, Ukraine tuyên bố đã tấn công vào kho đạn lớn của Nga ở Torobets. Theo Fox, cả hai vụ tấn công vào Torobets và Tikhorets đều đủ lớn để tạo ra được hai vụ động đất cỡ nhỏ. Fox nhận định, các cuộc đột kích kho đạn dược liên tiếp báo hiệu sự thay đổi trong chiến dịch tấn công sâu của Ukraine nhắm vào các mục tiêu chiến lược bên trong nước Nga. Trong các cuộc tập kích trước đó, Ukraine sẽ phóng UAV bay xa hơn 1.000 km vào sâu lãnh thổ Nga. Nhưng thường chỉ là các vụ tấn công quy mô nhỏ, không tác động đáng kể với các vũ khí tương đối không có sức công phá cao. Nói cách khác, các vụ tấn công trước đó thể hiện được khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine nhưng chưa đủ tạo sự khác biệt. Trong khi đó, các vụ tấn công gần đây của Ukraine dường như có tính phá hủy lớn hơn, tập trung vào các UAV tầm bay không quá xa nhưng có uy lực mạnh hơn. Ngoài ra, Ukraine cũng tăng số lượng UAV trong một vụ tấn công, lao xuống mục tiêu theo kiểu bầy đàn để đánh lạc hướng phòng không và gây ra hiệu quả phá hủy cao nhất. Một trong những UAV được Ukraine tin dùng là Pali Anisia. Về bản chất, nó giống như một tên lửa được lắp động cơ phản lực và có cánh. Pali Anisia đã được phát triển trong hơn một năm qua và mới bắt đầu tham gia các vụ tấn công gần đây. Pali Anisia có động cơ phản lực tuabin AIPPS-350, được PPS tại Cộng hòa Séc và công ty Ivchenko Progress của Ukraine hợp tác phát triển. Động cơ AIPPS-350 tạo ra lực đẩy 3.400 N, đủ để đẩy một tên lửa 1 tấn đi xa vài trăm km. Điều đó khiến Pali Anisia gần giống với tên lửa hành trình Neptune chạy bằng động cơ phản lực cánh quạt của Ukraine, ít nhất là về kích thước, tốc độ và tầm bắn. Điểm khác biệt đáng kể giữa Neptune và Pali Anisia là ở động cơ của chúng. Neptune tự hào có một động cơ phản lực cánh quạt hiệu quả nhưng đắt tiền. Động cơ phản lực của Pali Anisia có lẽ kém hiệu quả hơn, nhưng cũng rẻ hơn. Điều đó có nghĩa là Ukraine có khả năng chế tạo được nhiều Pali Anisia hơn. Tháng trước, quân đội Ukraine đã mở chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk ở miền Tây Nga, cách Orion hơn 100 km về phía nam. Nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga, Orion sẽ nằm trong tầm bắn. Tại quảng trường ở trung tâm thành phố, cư dân địa phương Ola nói: "Tất nhiên là tôi lo lắng rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng họ không thể chạm tới chúng tôi thực sự mong như vậy." Một cư dân khác cho hay: "Phương Tây mà cho phép thì tên lửa sẽ bắn vào nơi chúng ta đang đứng, rồi chúng tôi sẽ đi đâu? Nghĩa trang?" Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ chỉ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu Nga ở những khu vực do Nga kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine, cùng một số khu vực gần biên giới liên quan trực tiếp đến hoạt động chiến đấu. Ukraine muốn sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ một cách linh hoạt hơn nhằm tấn công các sân bay và mục tiêu quân sự của Nga nằm cách xa tiền tuyến. Washington tới nay chưa bật đèn xanh cho Kiev dùng vũ khí Mỹ làm việc này do lo ngại leo thang căng thẳng với Moscow. Tuy nhiên, ý tưởng của Ukraine đã nhận được ủng hộ từ một số nước như Phần Lan, Thụy Điển, Canada. Nếu phương Tây bật đèn xanh, sân bay và căn cứ quân sự của Nga sẽ là những mục tiêu hàng đầu, nhưng đi kèm với đó là nguy cơ nhầm mục tiêu hay tính toán sai lầm dẫn tới thương vong dân thường. Bất chấp mối đe dọa, cuộc sống ở Orion vẫn không có quá nhiều thay đổi. Những dấu hiệu của xung đột như áp phích tuyển quân hay tranh tường với chủ đề quân sự đã trở thành một phần cuộc sống. Thứ mới nhất được thêm gần đây là những khu vực được biến thành hầm trú bom xuất hiện ngay sau cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào quốc. Cư dân Orion Leonid tự tin nói: "Chắc chắn tên lửa có thể bắn tới đây, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng chỉ khi quân đội của chúng tôi cho phép."
Giới quan sát phương Tây nhận định sự xuất hiện của các hầm trú ẩn là dấu hiệu tình hình nằm ngoài dự tính của Nga, nhưng đó không phải cách người dân ở Orion nhìn nhận vấn đề, kể cả những người phải di rời vì chiến sự. Anna Konstantinova và gia đình đã phải rời bỏ nhà ở thành phố Rinska gần biên giới khi cuộc tấn công của Ukraine nổ ra. Họ đang lưu trú tại một nhà khách ở Bonkhov, phía bắc Orion. Cô được thông báo rằng có thể trở về nhà sau vài ngày, nhưng đã hơn một tháng trôi qua. Dù vậy, Konstantinova vẫn tin vào thông điệp của Điện Kremlin rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Cô nói, luôn có sai sót xảy ra trong bất kỳ cuộc xung đột nào, nhưng tôi tin mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ngay cả bây giờ, khi chiến sự đã kéo dài 2 năm rưỡi, thông điệp của giới chức Nga về chiến dịch ở Ukraine vẫn có sức nặng. Khi nhắc lại lý do Nga quyết định tiến công Ukraine, Anna cho hay, nếu họ không phát động chiến dịch quân sự, Ukraine sẽ tấn công Nga. Bà Lyudmila, 85 tuổi, cũng là một người di tản đang sống tại nhà khách ở Bonkhov sau khi sơ tán khỏi nhà gần thị trấn Sudya thuộc tỉnh Quốc. Bà kể, tôi đã rất hoảng sợ. Trong lúc chúng tôi đang lái xe, thiết bị bay không người lái đã vọt qua đầu chúng tôi. Một máy bay không người lái hoặc mảnh đạn đã bắn vào xe và làm vỡ cửa sổ bên. Không biết làm thế nào mà chúng tôi vẫn sống sót. Dù vậy, bà Lyudmila vẫn bày tỏ tin tưởng vào tiềm lực quân sự của đất nước, khẳng định lực lượng Nga sẽ khiến toàn bộ binh sĩ Ukraine phải rời khỏi lãnh thổ nước này. Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc Ukraine dùng vũ khí tầm xa được viện trợ để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga sẽ đẩy phương Tây vào cuộc chiến với Moscow. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ đưa ra những quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa đang phải đối mặt. Trả lời phỏng vấn ngày 20 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các nước chưa thay đổi quan điểm. Ông Zelensky nói, cả Mỹ và Anh đều không cấp cho chúng tôi quyền sử dụng những vũ khí này trên lãnh thổ Nga vào bất kỳ mục tiêu nào, ở bất kỳ khoảng cách nào. Họ lo ngại tình hình leo thang. Hãng Reuters mới đây trích dẫn thông tin từ 11 quan chức chính phủ Ấn Độ và châu Âu cùng các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết đạn pháo của Ấn Độ được mua thông qua các trung gian châu Âu đã được cung cấp cho Ukraine trong hơn một năm. Bất chấp sự phản đối của Nga, Ấn Độ không can thiệp hoặc dừng hoạt động thương mại này. Theo Reuters, Điện Kremlin đã nêu vấn đề ngừng cung cấp đạn pháo ít nhất 2 lần, bao gồm cả cuộc họp vào tháng 7 vừa qua giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ấn Độ Subramaniam Jaishankar. Luật pháp Ấn Độ quy định rằng vũ khí xuất khẩu chỉ được cung cấp cho những người mua đã khai báo, nhưng quy định này dường như không được thực thi một cách nghiêm ngặt. Các nguồn tin của Reuters chia sẻ rằng, mặc dù Ấn Độ chính thức tuyên bố không tham gia vào việc cung cấp đạn dược cho Ukraine, một số nước châu Âu như Italy và Cộng hòa Séc vẫn thường xuyên vận chuyển đạn pháo của Ấn Độ đến Ukraine. Cụ thể, nhà thầu quốc phòng Italy Meccanica per Elettronica e Servomeccanismi MES mua đạn pháo rỗng từ Ấn Độ, nhồi thuốc nổ vào và vận chuyển đến Ukraine. Hồ sơ hải quan cho thấy, số đạn dược xuất khẩu bao gồm đạn pháo 155mm cùng bom đường kính cỡ nhỏ 120mm và 125mm. Hai nguồn tin trong chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ nói với Reuters rằng Ukraine sử dụng chưa đến 1% vũ khí do Ấn Độ sản xuất trong tổng lượng đạn dược mà Kiev nhập khẩu. Theo Reuters, Ấn Độ đang tận dụng cuộc chiến ở Ukraine như một cơ hội để tăng xuất khẩu vũ khí. Dữ liệu hải quân cho thấy, xuất khẩu đạn dược của Ấn Độ sang châu Âu đã tăng từ 2,8 triệu đô la Mỹ lên 135,25 triệu đô la Mỹ kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Ấn Độ vẫn giữ lập trường trung lập về cuộc chiến ở Ukraine, không tham gia lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, quốc gia cung cấp hơn 60% lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ. Đáng chú ý, bên cạnh Ấn Độ, các nhà sản xuất từ Tây Ban Căng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Giá thành sản phẩm từ khu vực này thường thấp hơn. Ví dụ một quả đạn pháo Bosnia có thể rẻ hơn gấp 4 lần so với quả đạn pháo của phương Tây. Tờ The Economist viết, điều đặc biệt quan trọng đối với Ukraine và những người ủng hộ Kiev là khả năng sản xuất đạn dược và thiết bị theo tiêu chuẩn của Liên Xô và NATO trong ngành công nghiệp này. Sản phẩm của họ cũng thường rẻ. Một quả đạn của Bosnia có thể rẻ hơn 4 lần so với một quả đạn của phương Tây. Theo The Economist, Bosnia và Serbia chiếm hơn 90% lượng xuất khẩu quân sự của Tây Ban Căng. Jasmin Muzanovic từ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách New Life cho biết, xuất khẩu vũ khí của Serbia đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2020. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, đạn dược trị giá khoảng 800 triệu euro đã được gửi đi.
Xuất khẩu của Bosnia trong 4 tháng đầu năm 2024 gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù cả Bosnia và Serbia đều có luật cấm bán vũ khí cho các vùng chiến sự, họ vẫn tìm cách lách luật bằng cách thông qua các trung gian. Mỹ là một trong những nước mua đạn Bosnia chủ yếu và sau đó chuyển hướng sang Ukraine. Serbia, mặc dù từ chối áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, đã vận chuyển hàng nghìn quả đạn pháo của Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều công ty sản xuất đạn pháo. Các thành viên ban căng của NATO, Croatia, Albania, Montenegro và Macedonia đã bàn giao hầu hết kho vũ khí Liên Xô cũ của họ. Đối với một số chính phủ trong khu vực, việc cung cấp vũ khí không chỉ là một cách để gia tăng uy tín với phương Tây mà còn là một cơ hội kinh tế. Các nhà máy sản xuất đạn dược của Bosnia từng đứng trước nguy cơ đóng cửa, giờ đã có đủ nhân sự nhờ vào các đơn hàng từ Ukraine. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố rằng việc bán vũ khí cho Ukraine là một phần trong chiến lược cân bằng giữa phương Tây và Nga, nhưng cũng mang lại lợi nhuận đáng kể cho nước này. Điều này phản ánh một bức tranh phức tạp của địa chính trị hiện tại, nơi mà lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia đang giao thoa.